em, hello mọi người, em là Yumi Tom đây. Hiện tại có chuyện vui mà coi rồi nha. Đó, cái này em thấy chưa? Chưa bao giờ tài xế hết hot nha. Quá là đông, quá là dữ đúng không? Đây, hiện tại là em tới đây là tính là quay cái clip này cho các anh em mà tự nhiên nghe em bị dính ba đơn luôn nha. Đây, đây. Ba đơn luôn nha anh em. Mà em không có lấy thưởng nha. Đó, 190. 120 ngàn. Cái này là đợi rất là lâu nha. Nhưng mà thôi, hiểu. Một đơn 130 ngàn. Có đây luôn, ba đơn. Đó, ba đơn mà tài xế như thế này nè. Thì nghỉ bao lâu mới có đây. Mà bây giờ hủy cái là khỏi chạy luôn nha. Cho nên thôi, tận dụng cơ hội để cho các anh em thấy mình biết rằng là tài xế còn đang rất là hot nha. Đó, người tài xế chưa bao giờ là hết hot. Hình như là cái này mới mở hay chưa? Ủa, hình như cái này nó mới mở đúng không ta? Mới mở mới có chứ mở vậy. Đó, rồi bao giờ mới tới lượt mình? Riêng em ba đơn nha. Bây giờ lại không biết khi nào mới tới lượt mình, nhưng mà nhận đi cứ nhận thôi, chứ không kịp tắt áp. Đó, thế anh em tài xế đông chưa? Ngày tài xế chưa bao giờ là hết hot nha. Cái video này cũng như là để chia sẻ cho mọi người, cũng như là để cho các anh em biết rằng là ngày tài xế như thế nào. Bây giờ là khách đợi cũng được, mà không đợi thì cũng không có vấn đề gì nha. Xin chào quý vị và các bạn nha. Nghề tài xế chưa bao giờ là hết hot nha. Em cũng đang dính ba đơn ghép, nhưng mà em ngồi bên đường em quay cho các anh em thấy rằng là các anh em mình bao lâu chưa gặp nhau. Hôm nay các anh em mình tập trung tới nhận quà nha. Lên nhanh rồi còn kịp nha. Ở đây địa chỉ nhiêu ta? Số 1 Cộng Hòa. Ở đây là đường Cộng Hòa nha. Đây là cầu vượt Cộng Hòa nè, cầu vượt Lăng Cha Cả đấy. Đấy. Cho nên các anh em mình nhanh tay đăng ký nha. Nhanh thì còn kịp, mà không nhanh thì thôi bó tay nha. Ok, anh đợi đi. Làm sao mà thấy nó đồng ý Mỹ, mình Mỹ mất đơn. Còn mình Mỹ mà nó đặt ở gì khác Mỹ là Nhật là mình chết. Không nữa. Phải thì nó đồng ý mình Mỹ mất đơn luôn. Còn mình tự đồng ý là sẽ phát cho người khác nữa. Mà là khác lấy là mình chết. Có thêm nữa đâu, cứ từ từ nghĩ các bạn luôn, biết ở đây luôn. Ba cuốc lận. Mỹ mất hai một cuốc rồi, này nó không thấy nó từ nghĩ. Không có cái không phải đây, nó lại đây không, lại đây không. Còn này nó từ nghĩ luôn á. Luôn có tiền nó ra nó từ nghĩ luôn, nó ngồi ở đây luôn. Mình đừng có đóng này đó, không để đâu, vậy là tự động thấy rồi. Tự nộp đi. Cái gì? Cái ở cái gì? Hôm nay nó đi, nó tự nó nghỉ luôn. Hôm nay tôi lâu quá nó tự nó nghỉ luôn. Vậy sao nó nộp cái đi luôn? Thôi chịu thôi. Giờ cuộc đời.